ao ốp mặt, cái đó là không quan trọng. Quan trọng là cùng nhau biến nhìn về tương lai phía trước. Em thích mọi người giống anh Huyền Linh đó chị. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Huyền Linh ạ. Em tên là gì? Em tên là Hoàng Trinh chị. Hoàng Trinh. Dạ. Trinh quen lắm phải không? Dạ có, em vừa tham gia thi Bạn Có Thực Tài chị. À đúng rồi, gặp lại dạ. Người quen ngày kia chị thấy ngờ ngợ rồi. Nghe người quen sao tôi nôn quá. Người quen, người quen. Người quen không biết bên đây có quen hay không. Xin mời bạn nam xuất hiện. Chào người lên, chào chị Cát Tường. Em tên là Lý Văn Kim, năm nay 31 tuổi. Lý Nha Kỳ. Lý Văn Kim. Dạ. Có quen không? Quen, quen. Trời ơi, quen lắm, mới quen. Trời. Bạn làm nghề gì? Dạ, em làm bên ngành quảng cáo. Quảng cáo về vấn đề gì? À, quảng cáo bút cắt là sản phẩm trên truyền hình người lên. Bây giờ bạn bạn có 30 giây để quảng cáo về bạn, 30 giây, bắt đầu. Một là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Hai là chịu khó trong công việc. Ba là biết nấu ăn và dễ thương. Chị Tiết biết nấu ăn này hấp dẫn lắm nha. Dạ, cảm ơn chị. Trinh vừa mới tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài đúng không? Hai tay không, vẽ 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 đúng không? À, cô giáo đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà khán giả của bạn muốn hẹn hò thì chưa có biết rõ về Trinh lắm. Bây giờ em có thể giới thiệu lại cái công việc của mình. Hiện nay là Trinh đang làm công việc gì? Dạ, hiện nay thì em là giáo viên của trường Việt Úc. Dạ, năm nay thì em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Mình dạy cấp mấy trên? Dạ em dạy tiểu học ạ. Mình dạy đó được bao lâu rồi? 2 năm. Còn công lập thì cũng dạy được 2 năm rồi. Chị có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những ưu điểm của Trinh là gì? Thôi để nói luôn cho cô giáo rất là dễ thương, hiền lành ha. Dạy ở trường quốc tế, vẽ 10 ngón tay ra 10 con giun. Bậy bạ không mà chưa gì mà dìm hàng người ta không được không nha. Không đi đâu vẽ đẹp lắm. Dung cũng nhiều lúc cũng có những cái dung có lợi chứ anh. Đúng rồi. Dạ. Anh biết mà em làm quảng cáo lâu dạ. Chưa? Em làm được 7 năm mà anh. Đi làm quảng cáo gặp rất nhiều người đẹp. Dạ. Có khi quay phim chung người đẹp, có quay phim chung nghệ sĩ thì sao không tìm được người đẹp? Hình như là thiếu duyên của ông mày bà nói. Em thích người yêu của em nằm ở lĩnh vực nào? Cái đó không quan trọng anh, chủ yếu là hai người hòa hợp với nhau là được. Hòa hợp về vấn đề gì? Biết giao tiếp, vui vẻ. Hai là dễ hòa đồng với mọi người. Hy vọng là cô giáo sẽ có vấn đề đó. Có không có chuyện đó bình thường. Không, nhiều lúc cô giáo chỉ giao tiếp được với học sinh trong rồi như là không giao tiếp được. Không không cái này. Chưa gì mà hai chị bên đó dìm hàng bên này hoài nha. Cô giáo là giao tiếp được rất là nhiều đối tượng luôn. Sơ sơ bên đây là chàng trai có hai yêu cầu nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi bây giờ tới bên đây được chưa? Trên ngoài cái công việc là làm giáo viên dạy tiểu học, bạn còn cái sở trường nào nữa không? Sở thích là vẽ, hát, múa, rồi thích nấu ăn. Nấu ăn nữa. Bạn bên này nè, biết nấu ăn em lại càng thích chị. Nếu mà chồng tương lai của em mà biết nấu ăn thì sẽ phụ em mà. Trước khi mà bạn làm quảng cáo và làm nghề gì? Lúc trước là em học hết cấp 3. Cái lên Sài Gòn này đi ôn thi đại học. Ôn thi xong cái đi với cô ở nhà cũng buôn bán quán ăn. Cho nên làm riết mê cái bỏ học luôn. Bán quán gì? Hủ tiếu, mì, xíu mại, ha, cạo bánh bao rồi đó. Em nấu hết hả? Lúc đầu mới nấu, sau này em học được, em tự nấu được hết. Còn khách không? Có chứ anh. Ủa mà bây giờ còn bán không? Khách đông không? Dạ đông, ai ăn cũng khen mà. À, anh ngại, dạ. Anh sợ là nấu lúc đó khách nó hơi yếu. Có, bảo đảm. Đối tượng của bạn cao nhiêu, thấp nhiêu, mập sao? Cao, ốp, mập, cái đó là không quan trọng. Quan trọng là cùng nhau biến nhìn về tương lai phía trước. Bây giờ đầy đủ kinh tế cưới vợ chưa? Đó. Có gì rồi, có quán hủ tiếu rồi phải không? Không không, bây giờ đã là quảng cáo rồi. Tiêu chí thì bạn trai thế nào, ngoại hình thì sao, giống ai? Từ khi mà em tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài á, em nói chuyện với anh Huyền Linh á, là em thích mọi người giống anh Huyền Linh đó chị. Lúc mà em đứng trên sân khấu em rất là run, nhưng mà khi mà nói chuyện với anh á, em cảm thấy giống như người anh của mình vậy chị. Dạ. Cái điều gì mà bạn sẽ không thích bạn trai của mình? Anh ăn mặc quá bóng bẩy, có nghĩa là quá trâu chuốt, đi đâu cũng ăn mặc rất là đẹp rồi nước hoa. Ủa tại sao vậy? Bạn làm nghệ thuật, bạn thích hội họa, thích vẽ, bạn thích cái đẹp, đáng lẽ là cái điều đó là tốt chứ, tại sao lại không thích? Nhiều khi nó quá trâu chuốt em cảm thấy nó không có thật chị. Đôi lúc ảnh mặc bình thường thôi thì mình thấy như vậy nó chân chất hơn chị. Giống anh Huyền Linh đó chị. Ủa cái gì Huyền Linh hoài vậy? Ngoài anh Huyền Linh ra bạn có thần tượng người nào khác không? Tôi không thích Huyền Linh. Em thích Biren đó chị.
Và lại em gặp một người con trai rung động với em là cái nụ cười của anh á, nó phải chân thật như chị chứ không phải nụ cười công nghiệp chị. Nụ cười công nghiệp là cười sao? Là cười cho có chị, có nghĩa là giống như quay hình là phải cười vậy đó chị. Ủa vậy em thấy anh giống cười công nghiệp không? Dạ không, anh nhìn lên thì khác. Anh cái nụ cười của anh nó cảm giác thân thiện lắm chị. Ủa em thấy chị cười có thân thiện không? Được cái vụ này có được nha. Biren cười giùm anh, có cái Biren cười. Cười hết ra coi. Cười hết ra là cười công nghiệp rồi anh. Thôi vậy được rồi. Bây giờ để anh qua anh coi coi cô gái này thì thế nào. Ủa mà anh biết rồi coi làm gì. Nhưng cũng phải coi lại. Coi lại cho kỹ anh ơi. Coi lại anh. Dạ. Chào em. Dạ. Nhớ không, ấn tượng không? Nhớ, anh nhớ cái vẽ đó. Đưa 10 cái ngón tay lên vẽ đó. Anh Lê Hoàng anh nói vẽ tranh này trừu tượng nhìn cũng được mà hơi khó hiểu. Vẽ cả thế giới. À, thế giới đấy. Đúng rồi, muốn vẽ cả thế giới. Dạ. Bên đây anh này dễ thương lắm. Có cái là mặc áo cũng hơi bóng bóng chút thôi. Gì vậy? Cái áo bóng. Áo này áo vậy gì mà bóng dữ vậy ta? Trước khi chị coi mặt cho Trinh, chị muốn hỏi là bạn thích cái điểm nào ở trên gương mặt của người bạn trai nữa không? Có đôi mắt bồ câu thì càng tốt. Mắt này bồ câu. Bồ câu là mắt sao? Dạ mắt hai mí đó chị. Mắt bồ lúa. Mà thông báo em bên đây đẹp hơn anh. Mà mắt giống Biren. Tôi coi có bi gì. Cái này bồ câu á. Bên đây là mắt hí. Ở đảm. Mắt này có duyên là mắt đẹp, mắt Hàn Quốc mà. Ê, nhưng mà cũng dễ thương nha. Không dễ thương. Cười coi. Mặt này có duyên. Nãy đang cười mà chị. Cười công nghiệp hay là cười... Mặc áo hay không biết cười công nghiệp. Ờ. Đâu đứng lên coi thử. Quay vòng coi có bóng gì không? Không, bảo đảm. Bảo đảm không? Dạ. Ủa vậy mà sao ế ta? Không phải ế mà tìm chưa có. Hy vọng bữa nay có ha. Dạ. Đẹp trai lắm đó. Dạ. Bây giờ trước khi anh kéo màn lên anh hỏi em nè. Thí dụ giờ xem được thì khoảng chừng nào làm đám cưới? Cuối năm hoặc là sang đầu năm. Cuối năm đúng không? Dạ. Mừng luôn. Dạ. Rồi nếu được là cuối năm nha. Cưới luôn cho em mừng luôn. À quên. Sao bây giờ bên đó ví dụ chịu cưới liền vậy là em đồng ý, em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái chị. Sẵn sàng luôn phải không? Trời ơi. Kéo màn lên. Từ từ bình tĩnh hai nha. Hai khúc thôi em. Dạ. Hai khúc cố gắng nhau. Dạ. Thấy mối này là được lắm đó. Trai là có duyên à. Ha. Này cạo đầu nó đẹp hơn nữa. Dạo này chị với anh Quỳnh Linh là mát tay lắm á. Coi như là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò quá trời người lấy nhau luôn rồi đó. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và trò chuyện với nhau 2 phút bắt đầu. Anh chào anh. Nghe nói là cô giáo, là nghe nói chuyện là có duyên rồi đó. Dễ thương rồi đó. Hồi nãy em cũng nghe anh nói là anh biết nấu ăn phải không? Rồi vui tính nữa. Em lại thích hai điều đó. Nấu ngon rồi nấu mì tôm ngon á. Không, nấu ăn là hoàng anh. Nếu mà anh nấu ăn ngon, ví dụ như về chung nhà thì mình phụ nhau hoặc là chia nhau ra ngày nấu ăn được không anh? Được chứ em. Dạ vậy thì được á. Ví dụ em nấu anh thì anh quét nhà lau nhà cũng được, vậy đâu cần phải chia nhau ngày. Dạ vậy được á. Có nói nha. Có, bảo đảm. Chắc không có lau nhà hơn. Chắc, cho ghi hình trực tiếp luôn. Đối với anh, em thích một người con trai khi mà quen á, xác định cho nó rõ ràng á, là quen xác định là tiến tới. Nhưng mà quen mà anh thấy phù hợp, anh có tiến tới không? Có, hồi nãy em mới nói mà, được cuối năm cưới không thì sang đầu năm mà. Chứ không phải lên đây gọi là tìm bạn để chơi cho vui. Hay, cái này hay nè. Dạ, đây chấp nhận. Chỉ thôi mình bán chuông được rồi đúng không? Thôi phút đủ rồi, còn phút kia để nói sao. Không dữ vậy không? Từ từ bấm chứ làm gì nôn như vậy. Bây giờ hẹn hò nè, nếu bây giờ... Chứ hỏi đây người lên gì quá chừng. Bây giờ nếu mà nhấn nút thì mình sẽ hẹn hò bạn gái mình đi chơi đâu, đi làm sao? Rồi lấy nhau về mình ở đâu? Kế hoạch con cái, đó, còn phút nữa lẹ lên. Lấy dao về ở nhà nó lâu đi. Mình thấy là mình hợp lắm. Thấy làm cái đầu hợp, chứ làm cái hợp. Không, chị hợp là nói chuyện lúc nào cũng cười, cũng vui. Cô giáo cũng biết, giao tiếp. Các cô gái thì hay có cái suy nghĩ là lấy nhau về ai giữ tiền. Ai giữ cũng được, không quan trọng. Không phải quyết định ngay bây giờ. Quan trọng thì trả lời đi. Ừ. Đây truyền hình trực tiếp đó, trả lời đi. Giữ dành nữa, nói tôi giữ sao? Ai giữ? Không, nếu mà cô giáo biết giữ, biết tiết kiệm thì cô giáo giữ đâu sao đâu. Thiệt không? Thiệt. Anh giữ được không? Không, anh không được. Anh giữ chi? Chứ không thì gọi là chuyện tiền nong thì chia nhau giữ anh. Sao cũng được. Dạ. Dạ. Ông giữ cái gì ông cũng sao cũng được hết trơn. Thôi được rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đếm. Bấm không? Bấm. Trời ơi. Ngầu bị lắm rồi.
chuẩn bị để tay vô nút bấm. 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm. Chưa bàn. 3 Bấm rồi mà chưa. Cảm giác của em giờ thấy sao Trinh? Em thấy vui à chị. Mình nắm tay nhau một cái coi bạn. Nãy hết hợp lắm mà. Cô giáo vẽ đẹp lắm. Thông đẹp. Báo cho em. Vẽ rất đẹp. Nhìn cái tay cô giáo coi, coi tay có đẹp không? Đẹp. Tay vẽ là biết đẹp mà. Đẹp lắm. Thấy điện gì chạy chưa? Điện này chạy chưa? Chạy rồi. Thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cặp vé đi xem phim. Cảm ơn chị. Hy vọng là chương trình sẽ sớm nhận được tin vui của hai bạn. Rồi chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Cảm ơn các bạn. Em tìm người yêu là thật thà, thẳng thắn, trung thành, trung thực, tiền tài thật thừa, tính tình từ thiện. Hay nha. Như vậy là đầu xuôi đuôi lọt. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Bây giờ mình bước qua cặp đôi thứ hai luôn. Hôm bước qua luôn. Phải quyết thắng. Quyết thắng không? Quyết thắng. Chắc không? Chắc. Rồi kéo màn. Xin mời bạn trai. Chào anh. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Anh tên là gì? Em tên là Phan Văn Chương. Phan Văn Chương. Dạ. Chà, tên dữ quá ha. Anh làm nghề gì? Em làm bảo vệ em. Bảo vệ. Dạ. Chắc bảo vệ sếp. Rồi, chút xíu mình sẽ xem cô gái kia tên gì nha. Dạ. Bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Chị tên là gì? Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Em tên Trịnh Thị Tám, năm nay 39 tuổi. Hiện chị Tám đang làm gì? Chị thoải mái đi, đừng có run. Dạ. Dạ. Chị làm gì? Em lập công viên cây xanh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Ủa là cụ thể công việc mình là làm? Là chăm sóc cây kiểng. À, dạ. Anh bên kia chưa có giới thiệu tuổi á. Em 46 tuổi. À, 46 tuổi. Anh có trải qua cái mối tình nào chưa anh? Hay có gia đình gì chưa anh? Chưa anh. Chưa luôn. Cái hồi trước chuẩn bị đi nghĩa vụ thì có quen người bạn gái mà hẹn 3 năm nghĩa vụ về cưới rồi chưa có mãn 3 năm nghĩa vụ cô đó có chồng. Rồi thôi. Vậy thôi giận không lấy ai luôn. Về rồi lo làm ăn rồi không có nói gì tới vợ con. Anh làm bảo vệ thì ngày nào cũng có nhiều chị đi ra đi vào rồi mình có để ý ai không anh? Tại vì đi làm bảo vệ không có quen công nhân được mà cũng không có quen nhân viên văn phòng được. Mình quen nhân viên văn phòng là người ta nói mình đạp chân với nhau, hàng hóa vô ra mình cho phép, vô ra mình không chặn lại. Mình mất lòng tin mình không làm việc được. Còn những mình quen công nhân thì cũng vậy. À, chị ơi, chị làm ở chỗ cây xanh là lâu chưa? Chà, em làm 12 năm rồi. 12 năm? Dạ. Em xin hỏi là chị đã có gia đình lần nào chưa vậy? Chưa. Vậy chị có mối tình nào chưa? Có một mối tình. Dạ. Dạ. Mình cách đây bao lâu rồi chị? Cách đây 5-6 năm rồi. Thế trong công việc chị làm tới 12 năm vậy chắc là cũng đạt được nhiều thành tích lắm hả chị? Dạ, cũng được phụ nữ hai đảm đang 5 năm liền. Hai đảm đang 5 năm liền. Dạ. Còn nhưng một đảm đang nữa chuẩn bị lấy luôn nha. Chị, nhưng mà tại sao ở trong chỗ làm việc không có người nào vừa với mình hay sao chị? Cũng có nhưng mà tại không có duyên. Thế chị, ưu điểm của chị là gì? Ưu điểm của em là giản dị, vui vẻ. Dạ. Dạ, ít nói. Bây giờ thật sự chị có đã muốn lập gia đình chưa? Em cũng muốn gặp người đó nếu mà phù hợp với mình. Biết chia sẻ như thế nào là phù hợp. Người đó cao trung bình. Dạ. Gọn gàng, không da không đen, tóc không quăn. Tại sao vậy? Tại vì mình tóc quan mình không thích người đó. Mắc tóc gì quan. Mà da đen mà không nhưng thích. Nhưng mà da đen có sao đâu, Quyền Linh đen lùi kìa chị. Tại em da cũng đen. Đàn ông lại da trắng tươi. Vậy chứ bây giờ chị thích mẫu người đàn ông của chị, lý tưởng của chị là như thế nào? Hài ước. Hài hước là gì nữa? Trung thực. Và có trách nhiệm với gia đình. Hồi xưa giờ chị có hôn ai bao giờ chưa? Ôi, chưa.
Chứ mối tình hồi xưa không có hôn nhau hả? Có người ta hôn mình nhau. Người ta hôn mình là coi như là cứ là hôn rồi. Bên kia đưa ra ý kiến vậy, anh thấy mình có phù hợp không? Thì em cũng đáp ứng nhu cầu được 50. Ủa sao có 50 hả? Tại vì cái hài hước mình lớn tuổi hài hước không nổi. Chứ hồi em trẻ thì em hài hước dữ lắm, chứ bây giờ lớn tuổi U40 lên con người thắng lợi rồi, không có linh hoạt nhạy bén như hồi thanh niên nữa. Nhưng mà tiêu chí của anh là tìm người yêu chuẩn mực ra sao? Em tìm người yêu là thật thà, thẳng thắn, trung thành, trung thực, tiền tài thật thừa, tính tình từ thiện. Hay nha, cái này là suy nghĩ lâu lắm phải không? Thuộc luôn hả? Dạ, trước khi em đi em cũng phải làm công tác chuẩn bị cũng hơi nhiều anh. Chuẩn bị gì anh? Nhiều câu thơ lắm. Có thơ nữa hả? Rồi đọc thơ luôn. Người con gái mà anh thầm nhớ, thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu, anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Anh thương em thương từng cử chỉ, miệng em cười có ý anh thương em dành môi đỏ thắm, mái tóc dài ống ả ngang vai. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ, có những lúc gục đầu trên trang vở, bước vô tình lạc lối với tên ai đó sáng ngời trên trang giấy. Suốt cuộc đời sống mãi hồng anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Anh làm thơ lâu chưa vậy? Sao thuộc lào luôn vậy? Chuẩn bị lên chương trình này em chuẩn bị đăng ký, em phải đặt trước rồi. Tức là làm trước khi thi chương này đúng không? Dạ. Có đọc cho cô nào nghe chưa? Chưa. Chưa không? Hàng còn riêng luôn á. Hàng riêng á? Họ còn gần chưa lịch em luôn. Thấy phù hợp với mình không? Thấy phù hợp với em. Hiện tại là chị ở với ai? Là em ở với chị gái. Hôm nay chị mình đi, dạ, chị gái mình có đi theo có, không? Có cô với chị, với cháu nữa. Dạ em chào chị. Chị ơi, nãy giờ chị đi theo, chị ngồi dưới đó, chị nhìn thấy anh bên kia sao chị, được không chị? Nói chung cũng được. Dạ được hả? À, chị thấy bài thơ của ảnh ổn không chị? Quá tuyệt vời. À, dạ chào cô. Cô ơi, cô thấy cái anh mới nói được không cô? Cô thấy là được. Yeah. Hiền lành, chân chất mà cũng mạnh khỏe. Yeah. Nhưng mà thơ thì đọc hơi nhanh quá, thành ra cô chỉ được nghe có em và thương thôi. Nhưng mà em và thương là đủ rồi. Dạ. Em và thương là quá đủ rồi. Cháu gái tôi thì cũng đầy đủ là thật thà, hiền lành, chịu thương, chịu khó. Mà rất kém. Dạ. Nói gì vài câu với cô đi. Con cũng cảm ơn cô và chúc cô mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Để qua coi mặt bên đây coi sao. Chờ tí xíu nha. Cô là ưng rồi đó. Chào chị. Xứng không? Xứng. Hồi nãy làm thơ giật mình luôn á. Nói gì ngồi kế bên cô tóc dài, anh sợ hôm nay tóc ngắn. Mà thiệt dài thiệt cũng dài. Cái này dễ thương chân chất lắm. Dạ. Có điều hay xét phụ nữ đi ra vô cổng thôi. Công việc của người ta mà trời đất ơi. Thật ra từ nãy giờ em nghe anh bên kia em chưa thấy mặt ảnh á, nhưng mà cái cảm nhận người phụ nữ của em là ảnh rất là hợp với chị. Cho nên là em mong chị phải bớt bớt xuống một chút xíu, mình có kén nữa. Cô cũng nói chị kén luôn kìa, thấy không? Trời ơi, mình 39 tuổi rồi. Tại không có phù hợp với mình. Trời ơi, sao là phù hợp bây giờ chị? Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của chị là như thế nào nè? Để em qua em xem mặt ảnh nè. Dễ hình dung. Anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh. Trời cũng lạ, thấy cũng lạ. Hoài Linh hay là Quyền Linh? Hoài Linh. Anh làm với ai cũng thích anh vậy á. Hồi đấy là cao, rộng rộng cao. Anh hát hay, ca sĩ đa tài, hát hay. À, thích anh Linh và anh đa tài. Vậy là gu này là gu cây xanh luôn rồi. Bên này cũng ốm như anh Hoài Linh vậy đó. Đứng 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 lên em coi cái anh. Coi giống cây xanh không? Trời ơi, cũng hai cái giò này cũng chữ lắm rồi nha. Anh có biết hát không? Có mấy em ca khúc à. Khúc gì? Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà. Rồi, chơi luôn. Võ tay. Đứng diễn tả đâu hoàng, diễn đâu hoàng. Trời ơi, bởi sắc lơ giữa chiến trường đành thọ tiễn nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Dĩ nhiên là thường kìa. Bạn tình ơi. Bạn tình ơi, đừng hoài trong mòn mỏi đợi chờ. Diễn bên kia kìa. Thì để người ta hát. Thôi ta, em tạm thời vậy đi chị. Dạ, sao tạm thời được? Dạ, hồi đầu vô hơi lạc nhưng mà cuối cùng về đến đích thành công. Nói với mắc cỡ thôi. Rất là dễ thương, em thấy hai người rất là hợp nhau và ăn thua hai anh chị nữa thôi đó. Ăn thua thôi rồi. Rồi. Do hai người gặp nhau đi ha. Chuẩn bị. Kéo màn. 2, 3 kéo màn. Hết hơi xong vô. Chuẩn bị. Chào em. Chào. Người con gái mà anh thầm nhớ, thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu, anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng.
ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ. Anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Chút viết cho tôi tối tôi đọc bây giờ tôi nghe. Bây giờ em ở đâu, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Nhà anh ở đâu ạ? Quê của anh Long An, Trung Dũng, Kiên Cường. Vậy hiện tại giờ anh ở đâu ạ? Hiện tại ở trọ làm bảo vệ ở quận Bình Tân. Dạ. Hỏi cái này nha, xin lỗi nha, anh có chuẩn bị khi lấy vợ gì, có đất đai nhà cửa gì không? Nói chung thì em có đất dưới quê, nhưng mà nếu mà trên thành phố này làm ăn được thì em cũng ở thành phố làm. Nếu mua đất được thì mua, không mua cũng ở trọ lên thành phố làm cũng được. Nhưng mà muốn về quê cũng được. Dạ. Chuẩn bị tiền xây nhà chưa? Có, là chuẩn bị qua sang năm cắt anh. À, cắt hả? Rồi chuẩn bị tiền lấy vợ chưa? Có sẵn rồi. Xong làm công tác chuẩn bị sẵn hết rồi anh. Thôi anh cảm nhận thế nào về chị ấy anh? Thì cảm nhận là em rất là thương. Dù em có điếc anh cũng thương. Hả? Anh thương em tha thiết, dù em có điếc anh vẫn thương. Câu lạ nha. Anh có, em có nhu cầu hai cái dòng sau nữa, nếu mà đậu thì mới là được đội tuyển Pháp, còn không đậu là đội tuyển Brazil á. Mà sao? Là em còn hai cái yêu cầu nữa mới vô vòng chung kết được, nó mới có vòng bán kết thôi. Yêu cầu gì nói luôn đi chứ. Giờ yêu cầu thứ nhất là nhấn nút đỏ, yêu cầu thứ hai là phải dùng đắp tình yêu là đến ngày đám cưới. Yêu cầu thì dễ rồi. Giống người trong mộng mình nằm mơ chưa? Giống luôn. Giống luôn hả? Y xì luôn. Y xì luôn. Y xì luôn. Y mi luôn. Cưới liền không? Cưới liền chắc cũng vài tháng. Tại vì làm công tác chuẩn bị mời khách đồ này kia cũng vài tháng. Giống Hoài Linh rồi đó. Vui không? Vui hả chị ha? Cô cái này cô nói thêm vô giùm nha cô. Cháu cô khó quá. Cô nói gì đi cô. Cứ bước đầu là cảm mến nhau được rồi. Xong rồi sau hai người gặp hai người riêng à, lúc bây giờ tâm tư hay là gì thì là khác thổ lộ. Đấy. Cảm ơn cô. Đó. Cô muốn động viên phải không? Cùng cái hẹn hò trước ha. Rồi, bây giờ nói một câu gì trước khi bấm nút. Câu cuối cùng. Ví dụ như bây giờ anh thương em, anh định cưới em trong năm nay, em chịu không? Cái đó để cho thời gian mình tìm hiểu sau rồi em trả lời. Chứ bây giờ... Thời gian là bao lâu chị? Thì khoảng từ 3 tháng đến 1 năm. Được không anh? Được rồi. Được hả anh ha? Rồi, hết thời gian. Rồi bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm nha. Đây là cái nút chuẩn nha. Bị anh chuẩn chị bị suy nghĩ ha, nếu mình đồng ý hẹn hò với ảnh thì mình nhấn nút nha chị nha. Sau 3 tiếng đếm của em nha. 1 2 3. Ta bấm nút nha. Bước đầu là được rồi đó. Hai người nắm tay cái coi. Rồi em. Kêu nắm tay chứ kêu tay. Nắm tay luôn, nắm luôn. Rồi thấy rồi. Trời ơi trời. Thấy cảm giác xanh nó truyền hơi ấm thì sao? Truyền hơi ấm mà nghe cũng hơi rần rần trong người. Làm gì rần rần như vậy? Nghe nó rung động trái tim á, nghe nó thương quá nó rung động trái tim. Thương lắm hả? Bây giờ em hỏi chị tại sao chị lại đồng ý nhấn nút với ảnh? À, em cũng thấy có cặp tình chút xíu. Như vậy là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng rồi. Thì thay mặt chương trình em sẽ gửi tặng anh chị một cái cặp vé xem phim. Và hy vọng đây sẽ là cái bước đầu tiên để anh chị hẹn hò với nhau. Dạ, hy vọng cảm là sẽ sớm được nhận được tin vui từ anh chị. Dạ. Hai người có thể nắm tay xuống. Lúc nào anh sẽ lên chào chị. Vậy là cũng ổn. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3, 5 á. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Có không anh? Em ăn ngọt nhiều không? Hiện tại thì em không thích ăn ngọt lắm. Tại vì là em bị dị ứng với đường trắng ạ. Ồ, giá mà chị bị dị ứng thì đỡ cho chị quá. Chồng con chị mê cái dáng của em lắm. Biết thì đó, thế phải mà tôi bị dị ứng đường cứ đỡ cho tôi ghê. Tôi không có đường thì chết đó. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn.
Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch tích ngang của mình thế nào. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị tại trường quay ạ. Em chào bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An và hiện tại em làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia ngân hàng được á. Rồi em điểm mạnh điểm yếu em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có cân nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? Em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi em xin cảm ơn anh. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Anh phải đổ mồi hột hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo, phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên đây đó em gái. Bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em á là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta rồi. Dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm thì tại sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt hợp. Bên này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm tay, luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn. Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn thì có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông nào mà hiền lắm, vũ phu. Em hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ.
Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái dễ thương xinh đó, xắn. Ta tự tin vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? À, thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân nói nhiều có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, vui vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. Bạn An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc nó mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nha. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào, hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con mắm, món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội hiểu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Anh thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho em đẹp, chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây bắt đầu đi em. À cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi kết quả sẽ biết. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. Em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha.
Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi dịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em? Có à? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như trời. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cảm ơn chị Vân. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để không có tiền á, thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt hẳn vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ dai đâu trả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Nè anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích yeah. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung dạ, học? Dạ, em là... dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Dạ. Kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc... đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Ủa em múa gì? Múa đương đại hay là múa... Dạ, em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân tộc ạ. Em trai, em dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ, ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên, sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi?
Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá dơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao hơn 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mệt mỏi, ừ. Biết đâu có em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Anh trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi bạn. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Với tất cả mọi tổ chức và bên đàn gái và bản. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mấy vai phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn á. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì... Bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tại tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha.
quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha, cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó, trả tiền hụi cho tôi đó, nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè, chuẩn bị máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu trả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở xóm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Trong tập này có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào và hẹn gặp lại.
hiền, dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Nếu mà nóng tính nhất thì anh làm gì anh? La đấy anh. Quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. Chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình. Em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc quần em ấy. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.